À, chính kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và trên màn hình của chúng ta, quý vị đã nhận ra người bạn chúng tôi nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn ở Texas đang có mặt trên chương trình này và cùng thực hiện chương trình với chúng tôi của Xuân Nam. Hai anh em chúng tôi xin trân trọng chào quý vị và chào Mai Loan Nguyễn Tuấn. Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và quý khán thính giả của chương trình truyền uh, hình Việt Nam hệ thống báo Cali Today uh, tại vùng Sao Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet uh, từ thành phố Houston, Texas. Chúng tôi, uh, Mà Loan Nguyễn Anh Tuấn, rất hân hạnh trở lại chương trình như thường lệ uh, vào ngày thứ năm uh, cùng với anh Nam ạ. Uh, cảm ơn anh, thưa quý vị. Chúng tôi có những tin cực kỳ hot, nóng sốt, giòn dẻo, thưa quý vị ngay từ bản tin đầu tiên, chúng tôi biết là mấy ngày hôm nay thì tại Nam California có một số tin lớn là chuyện một một số người phụ nữ tố cáo việc hòa thượng công việc là ấu dâm một số năm trước đây, thưa quý vị, câu chuyện nằm xung xao báo chí Mỹ Việt và chúng tôi đã nói vấn đề này rồi. Ngày hôm nay một chuyện xôn người nữa nằm rất xung xao trong các đồng Việt nó là gì? là cái chuyện là một vụ tham sát của gia đình Việt Nam tại Nam của Nha, thì câu chuyện rất là thương tâm và sau đó chúng tôi dành ít thời gian để bàn câu chuyện cũng rất là hot ngày thứ bảy chủ nhật này quý vị chờ đợi World Cup kết thúc như thế nào ai sẽ là đương kim vô địch ai sẽ là lên ngôi vô địch Pháp sẽ giữ chức vô địch hay là sẽ nhầm người giao chức vô địch về cho Argentina câu chuyện rất sôi nổi và ngoài ra một số tin tức thời sự khác cùng với mai long nguyễn tuấn mở đầu không biết mai long nguyễn tuấn chọn tin gì để mở đầu thưa anh à, anh nam vừa vừa mới đưa ra những cái đề tài hết sức là lý thú à, đứng về mặt mà thuần túy à, à, tin tức thời sự à, đáng chú ý đó thì chúng tôi à, dự định là trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một cái đề tài hết sức là tế nhị đó là cái việc mà à, Tổng thống Joe Biden vừa ký ban hành cái đạo luật nó mang cái tên là Respect of Marriage, tức là mình nếu mình tạm dịch đó tức là tôn trọng luật hôn nhân, nhưng mình phải hiểu nghĩa rằng đó là bảo vệ cái gọi là hôn nhân đồng tính, tức là những người đồng tính. Đây là một cái đề tài hết sức là uh, lý thú. Uh, ngoài ra cái đề tài thời sự sôi nổi uh, mà được nhiều người chú ý theo dõi đó là người nhất là người Việt chúng ta tại hoa kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới đó là cái trận tranh tài của cái giải vô địch thế giới bộ môn túc cầu world cup với hai cái đội rất là uh, xứng uh, Ừ, ngang nghĩa là rất là xứng đáng uh, kiểu mà kỳ phùng địch thủ là đội đương kim vô địch của nước pháp và đội uh, á canh đình argentina với cái danh thủ Lionel Messi uh, đây là cái chuyện mà chắc chắn là chúng ta sẽ bàn đến nhất là chúng ta uh, sẽ bàn một ít về những cái chuyện vừa mới xảy ra vừa mới diễn ra trong cái trận hai cái trận bán kết rất là hào hứng vừa qua nhưng mà đồng thời nó lại có một cái tin thuộc loại gọi là breaking news, tức là một cái tin rất là nổi bật mà nó lại liên quan đến uh, những người Việt, tức là nó ghi cho nó ghi ra một cái sự chấn động nó vừa mới xảy ra cách đây có vài tiếng đồng hồ và nó nó không phải là một cái tin chấn động ở cái tầm mức quốc gia nhưng mà nó là một cái bản tin hết sức là thương tâm và nó lại dính líu đến một cái gia đình hai mẹ con người việt đó cho nên chúng ta không thể nào mà không nói đến cái đề tài này và nó lại xảy ra ở ngay cái khu Little Sài gòn, cái khu mà đông người việt nam chúng ta uh, sống tại hải ngoại và nó là một cái thảm cảnh gia đình đó mà có lẽ là nhiều người cũng không có xa lạ gì về nó và cái chuyện này đó uh, người mỹ họ gọi là murder suicide murder tức là án mạng tức là mình giết chết người nào đó rồi sau đó là mình lại quay sang uh, tự sát đây là một cái tình trạng nó cho thấy là những người trong cuộc nó phải rơi vào một cái cơn tuyệt vọng nào đó không còn có cái lối thoát cho nên họ phải đi đến một cái giải pháp rất là cực kỳ uh, uh, gọi là, là là tàn bạo như vậy nhưng mà họ không còn có lối thoát nữa tức là họ coi như là tuyệt vọng rồi mà ờ, chúng ta thường hay nghe nói trong nhiều tình cảnh như vậy lắm tức là hai vợ chồng cãi lộn với nhau hay là kể cả cha con hay là bố mẹ hay là cái rồi một người này nó cầm súng bắn chết người kia rồi sau đó biết rằng là mình cũng đã phạm tội và mình cũng tuyệt vọng và quay súng nổ súng tự sát cái chuyện đó nó rất thường xảy ra là tại vì ở bên nước mỹ đó cái việc mà sử dụng súng ống nó quá bừa bãi cho nên người ta dễ có súng và khi nổi cơn lên đó, thì người ta dễ tự sát như vậy còn những cái nước khác mà không có thì dĩ nhiên khi mà người ta rơi cơn tuyệt vọng người ta có thể uống thuốc tự tử người ta có thể cầm dao mổ bụng vân vân hoặc là người ta có thể treo cổ nhưng mà những cái hình thức đó, đó nó không đem nó không dẫn đến một cái chết ngay tức thời cho nên nó ít xảy ra cái trường hợp mà murder suicide nhưng mà lần này đó cái vụ này nó tại vừa mới xảy ra ở tại thành phố Irvine tức là một cái thành phố trung lưu rất là nổi tiếng ở vùng Orange County nó xảy đến khi mà cảnh sát cho biết một cái người thanh niên người Việt anh tên là Andrew Nguyên Đoàn chúng ta không biết có phải chắc chắn là họ Đoàn rồi nhưng mà không biết là Nguyên này là cũng là cái họ ghép hay là cái tên Nguyên và cái tên Mỹ là tên Andrew anh này 36 tuổi Uh, thì bà, bà mẹ đó là Nguyễn Thị Thảo là 77 tuổi. Không hiểu vì lý do nào đó mà uh, hai người này lên một cái tòa nhà ở trong khuôn viên của đại học UCI, tức là đại học California ở thành phố Irvine lên trên đó. Anh này cầm ôm bà mẹ ném qua cái, cái 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 thang ở gọi là cái cái ban công ném rớt xuống đường tức là khiến cho bà mẹ chết ngay và sau đó anh ta cũng nhảy lầu tự tử, tử ở cái, ngay cái tòa nhà đó thì đây là cái tòa nhà trong cái khuôn viên đại học thì những ngày tháng này đó là coi như gần cuối cái mùa học rồi cho nên đa số các sinh viên đó, khi mà họ thi xong final họ trở về nhà rồi họ không có nhiều tại đây nữa cho nên nó không gây ra những cái cảnh nghĩa là chấn động ghê gớm lắm Tuy nhiên các viên chức của trường đại học đó thì họ cũng bắn ra những thông tin để mà cho biết uh, sự kiện như vậy và đồng thời họ đưa những người counselor tức là những người cố vấn về tâm lý đó đến khuôn viên nhà trường để coi coi là trong số những sinh viên còn tại nhà trường hoặc là nghe những bản tin này mà có thể gặp cơn chấn động đó thì họ có thể được các vị cố vấn tâm lý này đến khuyên giải để giải thích cho biết rằng là đây là một cái chuyện không may xảy ra nhưng mà chúng ta phải chấp nhận như vậy và cũng đừng có để đó nó làm ảnh hưởng đến cái uh, tinh thần của mình thì hồ sơ được viết đó là cái anh Andrew Đoàn này anh này trước đây đã từng học uh, tại cái đại học UC anh theo học một cái bộ môn về khoa học đó tức là biology tức là về khoa học sinh hóa uh, uh, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2019 nhưng mà anh chưa có tốt nghiệp đại học không hiểu vì lý do nào mà anh lại trở lại khuôn viên nhà trường lần này và lại có cùng với bà mẹ năm nay 77 tuổi rồi mà đi theo nữa thì uh, chúng tôi không có biết rõ chi tiết ở cái 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 tòa nhà building đó không biết đây có phải là một nơi gần đó nó có cái khu gọi là cư xá cho sinh viên ở hay không uh, nhưng mà sự kiện nó xảy ra đó là ở trên cái tòa nhà ở cái địa chỉ đường Pereira Drive cái sự việc xảy ra vào khoảng uh, 4 giờ chiều uh, uh, thứ ba thì cái chuyện nó xảy ra đó nó gây ra cái sự uh, chấn động người ta không biết lý do nào mà xảy đến chuyện này nhưng mà hồ sơ tòa án đó, thì họ cho biết rằng là cái anh chàng này đã trước đây đó đã từng có vấn đề về bệnh uh, tâm thần rồi rồi uh, xảy ra sự kiện vào uh, năm 2020 thì anh bị đưa ra tòa xét xử về một cái tội tấn công tình dục gì đó nó xảy ra một năm trước đó thì đến cái ngày 10 tháng 7 vừa năm 2020 đó anh ra tòa anh thú nhận thú nhận cái tội danh này và anh bị xử rồi bà mẹ lúc đó là bà đã đóng cái tiền beo tức là cái tiền thế chân cho anh được tự do tại ngoại hầu cha đó là khi mà anh ta bị bị bắt giữ xong cái vụ mà anh tấn công vào năm 2019 đó ở một cái nhà thương tâm thần anh tấn công một cái người mà cùng phòng với anh ta Huệ chuyện đó thì anh bị đưa ra xử anh bị giam vì bà mẹ đã đóng tiền beo cái tiền beo lúc đó là 100 ngàn lận rồi anh ta bị giam giữ xong khoảng độ chừng Uh, 5 tháng uh, 156 ngày thì anh ta được uh, thả tự do với cái bản án là 3 năm tù treo. Thì cái bản án đó nó coi như nó hết hạn vào ngày 22 tháng uh, 7 năm nay, tức là cách đây vài tháng, coi như anh được thả tự do hoàn toàn. Nhưng mà không hiểu vì lý do nào chắc chắn là cái chứng bị tâm thần nó vẫn còn uh, uh, hành anh ta hành hạ anh ta cho nên nó mới dẫn đến một cái tình trạng thương tâm như vậy tức là khi mà anh nổi cơn chắc chắn là lúc đó anh nổi cơn điên không còn sáng suốt nữa, cho nên anh ta mới làm một cái hành một cái hành động nghĩa là uh, điên rồi như vậy, ném bà mẹ của mình qua bên cái hành lang uh, ở trước cái ban công đó cho bà rớt xuống uh, đường uh, chết và sau đó anh ta cũng uh, uh, nhảy theo và cũng tự sát cả hai người tự sát như vậy. Cái điều đáng nói ở đây đó thì nhân khi người ta tường thuật như vậy thì người ta nhắc lại cái sự kiện đó là vào năm 2014, tức là cách đây 8 năm, cũng tại cái khuôn viên của cái tòa nhà này của đại học UCI thì có một sinh một sinh viên 25 tuổi tên là Maxwell Shorak anh này cư ngụ tại thành phố Santa Ana cũng ở vùng ở Orange County thì anh ta cũng nghĩa là à, à, tự sát tại đây và cái cũng là nhảy lầu luôn nữa y hệt như vậy nó sự kiện nó chớ trêu là một khi những người nào làm chuyện đó những người sau đôi khi cũng hay bắt trước như vậy mà lại làm còn độc hại hơn thì cái người bố ghẻ của anh chàng Sorak này nó lúc đó ông ta có viết một cái cái trên một cái trang blog đó, để nói rằng là cái cậu con uh, riêng của ông ta đó cậu con ghẻ của ông ta đó uh, Sorak mà tự sát như vậy là tại vì có người bị uh, Uh, mắc bệnh uh, tâm thần uh, và uh, ông nói cái điều chớ trêu đó là ngay trong cái khu này đó ở trong cái 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 bãi đầu xe trên đây đó là uh, nhà trường đó họ đã có uh, cho gắn những cái viên gạch ở trên đó trên đó nó có cái số gọi là hotline tức là cái số điện thoại báo động để nói rằng là những người nào mà có cái đầu óc mà gọi là tuyệt vọng muốn tự tử đó thì hãy gọi ngay cái số này để cho các chuyên viên họ sẽ hướng dẫn họ sẽ cố vấn họ sẽ an ủi mình cho nên khi mà chúng tôi làm trong ngành truyền thông chúng tôi viết những cái thông tin mà liên hệ đến cái tình trạng mà gọi là, là tự tử ám sát này kia đó thì bao giờ nó giới cầm quyền tại hoa kỳ đó họ có cái truyền thống là họ đưa thêm một cái mẫu tin nói rằng là bất cứ lúc nào chúng ta rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng có như đó muốn tự sát hay là người ta biết nhưng người ta đó hãy gọi ngay cái số này có những nhân viên túc trực đó để mà họ hướng dẫn chúng ta đừng có tiếp tục mà đắm mình trong những cái tư tưởng như vậy nữa, hãy giải bày tất cả những điều này đi. Nhưng mà không ngờ rằng là cái địa điểm ở cái trường đại học UCI này nó xảy ra thành ra có lẽ anh nam và nhiều người việt nam mình đó, mà những người mà gọi là hay tin dị đoan đó, thì nói rằng là cái tòa nhà này chắc là nó có ma ám rồi cho nên nó mới lại dẫn đến cái tình trạng mà nó xảy ra một cái tình trạng mình thương đau như vậy cũng một sinh viên khác à, nữa nhảy lầu từ tử như vậy thưa với anh nam tiếng việt mình có cái chữ rất hay chữ huôn đó dạ nó có cái huôn hay sao đó có mình có hiểu được vậy. thì tiếng việt có cái chữ đó mà khi mà dịch tiếng miệng rất là khó phải không? tiếng biệt là cái khu đó Cái tòa building nó có cái khu Tại sao nó lại có một cái sự rất là trùng hợp như vậy Anh thấy không Tức là ở cái 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 khu mà, mà bãi đầu xe cho tuần này đó là các viên chức của Hoa Kỳ đó Dĩ nhiên họ không tin gì đoan rồi họ chỉ biết là cái chuyện mà, mà, mà tự tự sát tự sát thì ai cũng có thể ấy đó mình cứ leo lên lầu cao mình chán đời là mình nhảy lầu là mình chết. hay là mình ra đường raứa vân vân hay là mình nổ súng vân hoặc là mình chết cổ vân vân nhưng mà tại sao nó lại có cái trò mình gọi là nhảy lầu như vậy và mấy năm sau lại có những cái người khác cũng bắt trước như vậy nhưng mà cái lần sau này nó còn độc hại hơn là cái anh chàng này là người Việt Nam anh ta ném cái bà mẹ mình xuống rồi anh ta mới nhảy lầu tự sát như vậy đó là nó 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 đến cái lúc đó chúng ta không thể nào giải thích được nó phải là bị cái ám ảnh một cái 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 con ma nào đó nó ám vô cho cho nên người ta không có còn sáng suốt như vậy được và nhân cái sự kiện này dĩ nhiên đây là một cái bản tin rất là đau buồn khi mà một mạng người không phải là một mạng người hai mạng người mà hai mẹ con như vậy đó thì phải chăng là trước đó đó là họ đã sống trong cái cơn mình gọi là nói nói theo kiểu nhà Phật đó là họ đã sống trong một cái cảnh địa ngục ở trần gian rồi nó phải có những cái gì nó ghê gớm lắm nó hành hạ thì nó mới dẫn đến cái những quyết định mà gọi là là, là điên rồ như vậy nhưng mà nhân cái sự kiện này mà nó lại xảy ra vùng Orange County thì uh, chúng tôi muốn nhắc lại một cái sự kiện này. Uh, có lẽ anh Nam và nhiều người Việt Nam ở cái vùng bên California Nam và Bắc đó, cũng đều nhớ đến một cái thảm cảnh gia đình. Ở cái vùng này cách đây uh, khoảng 12 năm và năm 2010 có một anh sinh viên uh, học... Uh, đi học về dược khoa rồi sau đó cũng học về y khoa theo lời của bà mẹ thúc giục đó rồi trong một cái đêm đó anh anh nổi giận anh bực tức gì trước cái áp lực của bà mẹ đó anh bóp cổ bà mẹ rồi anh ra ngoài cái parking ngoài xe đó anh ngồi trong xe đó anh ngủ qua đêm đến sáng 10 giờ rưỡi hôm sau anh vô trong nhà thì anh mới khám phá ra là bà mẹ đã uh, thiệt mạng anh gọi báo cho cảnh sát uh, đến thì cảnh sát đã bắt anh tại vì lúc tối hôm trước đó là hai mẹ con cãi với nhau và anh lên cái cơn điên đó, anh bóc cổ bà mẹ thì cái hồ sơ uh, cho thấy đây cũng là một cái thảm cảnh gia đình uh, bà mẹ này đó trước đây đó là một người mà coi như là uh, đỗ bằng uh, dược sĩ tại Việt Nam tức là cũng cũng là thuộc lại trí thức rất là cao lúc đó là bà đã 71 tuổi bà lấy một cái ông chồng trẻ hơn bà đến 16 tuổi hai người đã có với nhau hai đứa con một người là 5 tuổi một người là 3 tuổi khi mà à, à, coi như là vượt biên sang Hoa Kỳ thì uh, lúc nhỏ thì họ vẫn hai cái người đó hai người con rất ngoan nhưng mà bà này có lẽ là theo cái truyền thống của người Việt đó muốn con mình học giỏi muốn độ ra trường đỗ bác sĩ cho nên um, mà bà bà rất là thương con lắm nhưng mà bà chỉ hơi độc tài thôi và uh, sau đó thì hai vợ chồng ly dị thì nó để lại một cái uh, dấu ấn không có tốt trong cái sự mà uh, uh, gọi là, là 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 trong cái đời sống uh, tinh thần của hai cha con cái người con uh, người con thứ đó thì lại đi theo ông bố À, tại vì cậu này có nói là cậu không có thể nào chịu đựng được cái tiếng độc tài của bà mẹ Còn cái người anh lớn á, thì lại ngoan ngoãn hơn à, Bà mẹ nói sao nghe lời như vậy Cho nên bà này rất là cưng à, Anh này chịu khó tốt nghiệp Cũng học về biology của trường UC hay luôn Nó học môn ừ. như vậy đó Ra trường đó rồi đi học thêm Ở cái trường uh, về dược nhưng mà anh học đến còn cái năm cuối cùng thôi thì không hiểu sao anh lại đổi sang bên học y khoa sau này người ta mới biết rằng là bà mẹ muốn con đi học là bác sĩ cho nên cứ đi theo bên nó thúc giục là săn sóc cho con này nọ kia rồi anh nói rằng thôi anh không có học y khoa tại bên Hoa Kỳ mà anh đi sang bên một cái đảo quốc Dominican ở vùng Caribbean chúng ta biết ở bên đó nó có những cái trường đại học y khoa nhiều người cho rằng là học bên đó nó thì đậu bằng nó có thể nó dễ hơn là đại học y khoa bên mỹ thì bà này cũng dọn sang bên Dominica ở chung với con để lo cho con săn sóc này kia thì cái điều này thì uh, có lẽ anh Nam cũng nghe nói đến là cũng không, không phải là chuyện gì hiếm hoi cũng có nhiều gia đình mấy ừ. bà mẹ đó con lớn rồi mà vẫn thương con đến mức độ mà đến nó để săn sóc lo ăn uống cho con rồi trong lúc thời gian đó cái năm đó không biết vì lý do gì cái anh này đó anh tên là uh, anh sơn thì phải sơn nguyễn anh chán bực mình cái gì đó anh rời về lại uh, Golden Grove anh ở thì bà mẹ cũng đi về rồi bà mẹ cứ nhằn lên nói tại sao con lại bỏ học như vậy con chỉ còn có một năm nữa thôi là để ra kia thì uh, anh chàng này thì coi như là từ trước đến nay được coi như một người con rất là hiền không bao giờ dám cãi lời với mẹ hết thì ngay tối hôm đó đó thì hai mẹ con cãi với nhau vì bà mẹ bà mới bà mới nói rằng là à, con là con không có được quyền nói hổn với mẹ rồi bà đứa con thì trả lời rằng là mẹ mẹ nghĩ cái gì mẹ nghĩ đến cái cái danh dự uh, có người con đổ ra trường bác sĩ để làm nở mày nở mặt mẹ như là những người khác hay là bằng uh, mẹ nghĩ đến cái hạnh phúc của con đó hai người cãi nhau như vậy mà trong một lúc nóng giận anh ta bóp cổ uh, bà mẹ uh, chết thì uh, khi mà bị uh, uh, truy tố ra tòa đó thì là ở phía bên ở văn phòng biện lý của Orange County đã không muốn buộc tội anh về cái tội là murder tức là tội cố sát uh, nhưng mà có rất rất nhiều những thân nhân trong gia đình họ ra họ biện hộ họ ra làm nhân chứng biện hộ cho cái người uh, người người hung thủ tức là cái người con trai này nói rằng là anh ta là nạn nhân của cái này tức là do những sự thúc ép nghĩa là do nén cho nên anh không uh, có kiểm uh, soát được cái, cái 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 gọi là cái 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 uh, hành động của mình cho nên cuối cùng uh, tòa xử cho anh cái tội là uh, manslaughter tức là tội ngộ sát mà thôi và cái bản án là 6 năm tù thì dấu sao đi nữa đây là một cái thảm trạng gia đình và nó cũng là cái đề tài khiến <laughs> cho nhiều người Việt chúng ta nói rằng là các bố mẹ làm ơn đi đừng có thúc ép con của mình đi theo phải học cái môn này môn nọ để mà làm uh, rạng rỡ cho cái gọi là cái từ ái riêng của mình thay vì uh, tôn trọng cái ý thích của con để cho chúng đi theo cái lựa chọn của mình xin uh, trở lại bên nam ạ à. em chữ tiếng việt mình là hay lắm cái chữ ép thường mà ép duyên ép học <laughs> ép học đôi khi như em kể chuyện ép học dạ yeah. duyên cũng nhiều đường hợp cũng chay rắn lắm dạ vâng em duyên cũng để lại nhiều đợt bị mẹ thương cô kia mẹ thương anh kia bắt đứa con trai con gái phải, phải lấy dạ yeah. rồi xong lấy về xung đột đổ vỡ rồi đánh nhau chửi nhau đi vậy tự tử, tử giết nhau tùm lum em yeah. duyên cũng nhiều bi kịch dạ yeah, đúng em học cũng nhiều bi kịch dạ yeah, vâng tôi có một người rất là thân và người đó là trước đây đó mê bà mẹ cũng mê bác sĩ muốn con mình học bác sĩ không à anh học tới năm thứ nhất bác sĩ rồi anh thấy máu anh sợ quá anh nói con không thể theo học được bác sĩ được anh thì đi vào học luật bà mẹ và anh cũng gây nhau một trận tưng mừng xuống sau này bà mẹ cũng chiều anh chấp nhận bà mẹ chấp nhận thua ngậm ngùi mình chấp nhận thua con để con đọc luật bây giờ anh học luật rất là thành công anh nói ông nam ơi tôi thấy máu tôi sợ làm sao làm bác sĩ được đó. do vậy nhưng mà người mẹ cứ bảo là con phải tập làm quen con phải tập làm quen cho cái chuyện học như vậy người việt mình ép Nó kinh hồn lắm. ép duyên rồi hai ông bà già bạn thân nhau ông có trai ông có gái rồi là hai bạn già nhậu nhậu xinh xỉn nên tôi gả con ông cho ông hai ông bố đây cái bốp ừ, tắt con <laughs> về nhà nói con nó chiều chịu nó nó có bồ rồi yeah. rồi gây lộn kỹ lộn xong cũng đủ thứ là mình rằng chuyện đó mình nghe hoài cho nên trong quá những câu chuyện như vậy vấn đề quan trọng đó, là mình hãy giúp cho đứa nhỏ nó phát triển chứ không phải mình tạo hình ảnh bắt nó giống hình ảnh mà mình muốn yeah. và cái hình ảnh mình tạo ra mình bắt nó giống hình ảnh mà mình muốn thì rất là ít khi mà mình đạt được ý nguyện của mình đạt được mơ ước của mình tuy nhỏ nó có cái nó là một người khác nó có tâm lý khác nó có tham vọng khác nó có mơ ước khác hãy giúp cho bón phân cha mẹ là bón phân chăm sóc cái cây của đứa nhỏ nó phát triển chứ không phải bắt đứa nhỏ nó phát triển theo cái chành uống nắng của mình. Ừ. thì đó là một cái điều mà qua câu chuyện này cái bi kịch đó cũng là một cái một cái bài học cho chúng ta nhưng mà câu chuyện tại Nam California vẫn tiếp tục bùng nổ và chưa có kết luận về các cảnh sát của Nam điều tra. Có lẽ khi mà cảnh sát điều tra xong có những kết luận thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Phong Anh? Dạ vâng. Đây là một cái bi kịch nó không phải là một cái tin vui nhưng mà trong cái chức năng của người làm truyền thông đó thì chúng ta cũng phải tường thuật cho mọi người biết và chúng ta có thể qua đó chúng ta rút tỉa được nhiều cái bài học hữu ích cho cộng đồng người Việt nói chung để chúng ta có thể bàn luận là có những cái nhìn đó Um, mình cứ nghĩ rằng là mình nghĩ tốt cho con thôi, tại mình muốn con nó đi học mà chứ đâu phải mình bắt nó uh, gì đâu, mình muốn cho nó học cái đó thì ra thì nhiều người bố mẹ cũng sẽ biện minh rằng là mình muốn con cái, cái đó là cho cho nó hạnh phúc, cho nó lâu dài, nó đủ được cái bằng kỹ sư, đầu được, được cái bằng bác sĩ, đậu được bằng nha sĩ là nó vinh thân phì ra cho nó chứ đâu phải cho mình đâu. Nhưng mà thật sự ra đó là vô uh, tình là chúng ta đã ép rồi. Chúng ta đã hành hạ rồi, chúng ta áp lực rồi. Mà nếu mà mình hiểu theo cái, cái nghĩa là mỗi ca, cái cá nhân đó là họ có cái tự do lựa chọn. Và đến cái tuổi 18 rồi đó thì họ là toàn quyền tự do lựa chọn cho dù những cái lựa chọn đó nó làm cho mình trái tay, gai mắt, đi chăng nữa. miễn là nó không có uh, uh, là những cái lựa chọn nào nó phạm pháp mà thôi cho nên mình có thể mình có nhiều tiền muốn cho con đi học về con nó không thích nó nói đến học 12 tuổi nó muốn đi ra nó mở tiệm này tiệm nọ có nhiều tôi biết có nhiều người đứa con nó nói rằng là nó nghe lời bố mẹ nó học xong lấy cái bằng đến lúc mà nó lấy bằng bác sĩ xong rồi nó đưa cho bố mẹ rồi nó để đó đi đi ra làm chuyện khác nó không có thèm làm cái đó nữa hoặc là có những đứa nhà con rất là nhà giàu học kia nó không nó chỉ thích đi ra mở tiệm cà phê mở tiệm uh, nấu phở hay làm gì đó làm một thứ entrepreneur là là nó ý thích của nó nhưng mà tại vì nó nhưng bố mẹ cho rằng làm như vậy đó là là uống công uh, học hành có nhiều người còn tự ái hảo nó làm như vậy là xấu hổ cho bố mẹ cho nên vô tình đó là mình không có tôn trọng mà cái cái con của mình nó là con mình đẻ ra thật nhưng mà mà khi mà nó lớn lên nó nhất là theo uh, tính chất mà gọi là tiêu chuẩn pháp lý tại Hoa Kỳ nó 18 tám tuổi là mình không có quyền tức là mình không có làm cái gì mình không có nhân danh cái gì mình ký giấy tờ gì đại gì, gì nó có hết nó toàn quyền nó quyết định mà mình phải bảo vệ mình tôn trọng cái riêng tư đó cái điều đó là cái điều nói dễ nhưng mà khó làm <laughs> vì, tại vì vì Việt Nam chúng ta vẫn có quan điểm là con cái nó là thuộc cha mẹ áo không qua mặc qua khỏi đầu nhưng mà trong thực tế đó thì qua bên Mỹ rồi đó thì uh, chúng tôi vừa mới uh, trải qua cái tình trạng đó là lo um, đám cưới cho con trai đó thì chúng tôi mới đưa ra cái lời nói nó không phải là ngậm ngùi nhưng mà mình nói rằng là bên đây đó bố mẹ mà làm đám cưới cho con đó, thì phải hiểu phải chấp nhận cái tinh thần là như vậy nè con cái nó đặt đầu thì bố mẹ ngồi đó, nó làm cái đám cưới nó cho mình bao nhiêu uh, ghế ngồi, bao nhiêu khách ngồi đó thì mình chấp nhận chứ đừng có bày đặt đứng ra lo tại vì cái đó là cái đám cưới của nó lo, nó muốn mời ai, nó mời nó muốn làm cách nào, nó làm thì mình hãy tôn trọng như vậy, thì như thế thì may ra cái hạnh phúc gia đình mình cũng còn được bảo, bảo tôi dự tôi 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 đám cưới của người bạn thì anh bạn anh gái và anh, gái, mà anh vì anh bạn bè đông quá anh làm việc cộng đồng mà yeah. bạn bè đông quá thì anh nói là con à con phải làm cho bố thì bố đi ăn tiệc cưới cả cả, cả nhà, nhà cả trăm nhà rồi bây giờ tới con năm năm cưới thì bố phải đi trả lễ lại yeah. cho nên bố phải mời những người đã từng mời bố mẹ rồi hội đoàn làm việc chung với bố này đó thì con nhỏ con năm con gái nó gặp gặp được gặp, gặp đầu nghĩa bố cứ, cứ gâu hết thì ông đưa trên sách đó khoảng năm sáu trăm người á <laughs> nó, 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 lắc đầu nó my god how can i làm sao ông có làm như vậy được phải không năm sáu trăm người để yeah. ông, mới, ông mới nói mà hai bên vừa gây lộn nhau cái lộn nhau đó. bây giờ bố biết bỏ ai mà mời ai bây giờ những người nào mà họ mời bố mẹ đi thì bây giờ bố mẹ phải trả lễ lại Bây giờ bỏ ai rồi đi với ai bỏ ai mời ai thì giận dỗi tùm lum nữa và họ hàng là không bỏ được bạn bè thân tình bên làm sinh hoạt cộng đồng thì quen biết nhiều mà yeah. rồi cuối cùng hai cha con gây lộn nhau thì nó nổi nó đốn lên nó bảo là con cưới bố cưới <cười> <cười> ông tác nó cái ông bị mất về đấy không? nói, vậy thì con tổ chức theo kiểu con con không mời ai hết đấy. Yeah. ra nó làm bữa tiệc, duy nhất trong cái nhà thì chỉ có hai bên bố mẹ anh em ruột trong gia đình không có họ hàng, không có cộng đồng, không có hội đoàn, không có bà mẹ thì ông Rao nói tao, ông nói Nam tao đứng trước tình trạng này tao không biết giải quyết làm sao giải quyết chuyện cưới xin chuyện ăn miếng trả miếng cũng không có dễ mình phải thông cảm được, con cảnh đó, nó nó ông cha thì ăn đám cưới cả ông làm lớn trong cộng đồng thì cả nhà cái đám cưới năm dự thì bây giờ mình mời ai bỏ ai mình mời hết mà mời hết đứa nhỏ tôi nhỏ Mỹ nó không giống tây dọn Việt Nam dạ yeah, vâng nó vâng. không có nó không mình Việt Nam mình đi mình có lì xì Đấy không còn tôi nhỏ này nó nghĩ là nó chi ra để mời cưới chứ nó không nghĩ chi ra để lì xì để lấy lấy thu lại vốn chi phí biết không? mà nó nghĩ nó chi ra là nó nói chi thì làm sao chi bữa tiệc cả ngàn người được như vậy anh biết không mà nó nó con mời những người con không hề biết con không hề gặp con yeah. ngày hề quen yeah. con làm sao ăn nói với người ta rồi yeah. hai cho con cãi nhau từ từng chúa gia đình mất đoàn kết bị cưới xin cho nên làm như anh rất là hay là thôi thì ở mỹ mà nhập gia tùy tục con đặt đôi mà mình ngồi đó tôi cũng giống như anh thôi hai đứa con tôi không có hề biết là đứa đóng cái vai gì lớn trong đám cưới của nó hết cái dành cho bố mời trong gia đình này nọ mình đi dự thấy không thì mình cũng phải ở xứ nào mình quen xứ đó đi anh bước bước thắc mắc đi thì nó sống thoải mái hơn không mình tức là mình ráng mình tìm một cái giải pháp thỏa hiệp nào đó để mà mình mình có thể là làm cho hai bên vừa lòng thì như trường hợp chúng tôi đó thì con đó thì nó thì nó nó sống theo cái kiểu như mỹ rồi mặc dù nó người Việt Nam nó quen rồi và nó cũng tự lập rồi ngày xưa đó mấy cái đám cưới đó là mình mấy thanh niên mới lớn 19, 20 tuổi rồi nhờ bố mẹ lo dựng vợ gã chồng bố mẹ lo chuyện đám cưới này kia cho nên người con nó họ lệ thuộc vào bố mẹ nhiều hơn còn bây giờ con cái của chúng ta đó là cứ nhiều đứa nó ra nó ra trường nó thành công nó làm ăn nó khá giả dư sức rồi nó nó, nó dư sức nó lo chuyện đó cho nên đối với nó nó cái nhu cầu về tài chính nó không là quan trọng <laughs> cái lỗi quy cái thứ hai là nó quan niệm là cái đám cưới là cái ngày vui của nó cho nên phải có bạn bè của nó và cái mục đích cái team nó như thế nào theo cái chiều hướng nào chứ không phải là làm theo kiểu bố mẹ mình mời tới mình làm mình đóng kịch mình diễn tuồng mình đọc diễn văn nó dài dòng lê thế rồi cái chương trình văn nghệ của mình mình mời những người bạn của ấy, bố mẹ không đứa con nó không biết gì hết thì làm sao nó chịu đựng được cho nên mình phải tôn trọng và chúng tôi hoàn toàn chúng tôi tôn trọng con cho nên cuối cùng là chúng tôi không có đòi hỏi gì hết ở cái điện đó chúng tôi chỉ nói rằng là cho bố mẹ xin một cái ân huệ tôi nói gọi là một cái favor là tại vì đó là um, bố mẹ ở đây coi như là um, bốn mấy năm mình đã đi dự bao nhiêu cái đám cưới của bạn bè của con bạn bè rồi theo cái truyền thống Việt Nam là mình phải có trả lễ tại vì nếu không nó không thể là anh nói được cho nên mình phải mời lại cái số đó là cái số lượng nó lên là cũng ít nhất là là hai ba trăm người là ít <laughs> rồi chúng tôi không có sinh hoạt trong cộng đồng nhưng mà chúng tôi sinh hoạt uh, uh, trong các hội đoàn trong cái tổ chức thanh hữu rất nhiều mặt khác nhau thể thao, âm nhạc, xã hội, chính trị uh, cho nên cái số lượng nó cũng rất đông <laughs> cho nên chúng tôi mới đề nghị đó cho bố mẹ một cái favor là ngay sau khi mà chúng vừa làm cái đám cưới uh, của theo cái kiểu gọi là kiểu Mỹ đó thì là cho phép chúng tôi tổ chức một cái buổi tiệc ra mắt nó cũng lớn đông mình có thể mời nghĩa là 300 người thì mời hết đủ hết mọi người đến coi như là mình giới thiệu giới thiệu cái 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 tiệc đó coi như là ra mắt mình giới thiệu cho mọi người thì mọi người tính tới vui vẻ này kia thì nhưng mà trường hợp gia đình chúng tôi thì nó hơi đặc biệt một chút xíu là chúng tôi <laughs> lợi dụng cái cơ hội này chúng tôi giới thiệu luôn làm luôn là kỷ niệm cái ngày mà coi như là 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 kỷ niệm 44 năm chung sống của hai vợ chồng và là một cái tiệc thứ ba là cái tiệc coi như là mừng đứa đứa gái út nó cũng ra trường bác sĩ thì thành ra mình lấy cái đó như là một cái dịp vui nhiều nhiều hơn và như vậy đó thì ít ra thì là cha con vợ chồng tất cả đều vui hết mà nó không có nó bớt đi được cái căng thẳng xin trở lại với anh Nam cũng có trường hợp nữa vui lắm anh nói tôi mới nhớ là trường hợp tôi có một thằng ông bạn cũng thằng con ông cũng đòi làm đám cưới to như vậy phải không thằng con nó không chịu rồi cuối cùng nó không đám cưới luôn vì nó có hai đứa con rồi hai đứa con rồi nó ở nhau có hai đứa con nó không đám cưới Ô, ông bà cũng than phiền tôi nói, nó không chịu đám cưới mình không biết làm sao giờ không? nhưng mà nó ở nhau hai đứa con rồi sao giờ nó bị yeah. bố mẹ rắc rối cho nên cái cái vấn đề đó là cái vấn đề đó là vấn đề nan giải trong gia đình Việt Nam anh em chẳng quay chơi đâu rất yeah. là nhiều trường hợp nan giải bố muốn thế này mẹ muốn tới kia Rồi con dâu nào còn có cái chuyện là ông hai ông bà chơi với nhau con cái đồ học giỏi đổ đạt muốn nằm mai với nhau và đứa nhỏ lại thương ngoại quốc ông yeah. bà già cũng theo chiều con đi qua cái danh ngoại quốc đó để hỏi vợ nhưng nó nói tiếng Mỹ không ông biết không nói tiếng Mỹ nó hai <laughs> hai bên vui ra không nói tới tiền nhau ông về ông nói ông cứ nói mày làm sao mày thay đổi ý kiến được không cho tao được có ông thông gia ở đất này ít bạn bè anh em có ông thông gia tụi tao còn có cà, <laughs> cà, phê với nhau mày lấy con vợ này con nhỏ bé nó xinh đẹp học giỏi đúng không? cũng kỹ sư bác sĩ mày chê gì nó đâu nhưng mà thằng nhỏ không chịu nó nó con, con con con, quốc yeah. thì ông nói bây giờ tao đi ra ngoại quốc thì mày lấy vợ làm sao tao nói chuyện với vợ con mày được tao chuyện vui gia được đúng không? Thì bây giờ cái khác ngôn ngữ cũng đang chuyện dứt đầu nữa yeah. không phải nhiều chuyện trong đời sống hay ngoài chúng ta thì nhiều chuyện nhưng mà thôi mình phải bớt du di chút xíu đem nhập gia tùy tục cũng phải dạy cho con cháu có khoảng tự do lớn hơn tại mỹ chúng ta có nhiều trường hợp đổ nát tôi biết lắm biết trường hợp yeah. nghiêm khắc đổ nát nhiều lắm ừ. rồi thôi bây giờ chúng ta tạm dừng cái trận tin đó đó nó sang một cái trường hợp đang gây sôi động toàn cầu không phải sôi động nam cali sôi động bắc cali sôi động ở mỹ dòng động texas không đâu mà sôi động toàn cầu là ngay cái trong vòng nội bộ cali đây cũng tôi cô hương giang cũng cá độ thì trận chung kết anh nam bắt ai tôi nói cô bắt ai tôi nói bắt argentina tôi nói vậy tôi cũng sẽ bắt đội pháp mà thực sự hai bên đều có những cầu thủ giỏi mà hai bên đều xứng đáng chức vô địch cho nên bắt với ai thì thực sự nó mình cho vui nhau cho may mắn cá đồ cho vui thôi Thật thực sự ai cũng có thể vui được thì tôi nghĩ cái vòng world cup ở trận bán kết chắc là quý vị cũng muốn nghe một chút nhận định của người bạn tôi từng làm ký giả thể thao là bạn mai loan nguyễn tuấn anh nghĩ gì về hai trận bán kết vừa qua dạ vâng <laughs> hai cái trận bán kết này là đều là được người ta chú ý rất nhiều Uh, thứ nhất đó, là đội uh, um, uh, Argentina tức là đội Á-Canh uh, Đình À, được coi như là một đội tài danh nhất là nó có một cái cầu thủ coi như là tài danh số 1 hiện nay ít nhất là trong vòng 15 năm qua là Lionel Messi, không ai phủ nhận cái tài nghệ của anh này đó. nhỏ con nhưng mà chạy rất nhanh Mà thứ hai đó là lừa banh qua rất nhiều cái đối thủ cho nên mỗi lần mà Messi ra đó là bao giờ phía đối phương cũng có phải ít nhất là hai người ba người đi kèm theo nhưng mà cũng không không khống chế được thì Lionel Messi năm nay 35 tuổi rồi coi như là đã vượt qua cái đỉnh cao uh, gọi là tài nghệ của mình rồi Nhưng mà vẫn là một cầu thủ uh, tài danh Trong khi đó, đó thì bên uh, Croatia không có một cái danh thủ nào sáng giá hết Ngoài trừ một cái anh uh, Luka Modric đã chơi ở cái hàng uh, tiếp ứng, cái hàng midfield đó Tôi thích dùng cái chữ này hơn là cái chữ Việt Nam sau này họ cứ gọi là tiền vệ ờ, nhân đây mở một cái ngoặt ra đó là cái đội ban đội một đội tuyển đá banh nó nó có ba cái hàng hàng ở dưới đó là gọi là cái hàng phòng thủ hay phòng vệ thì những người đó mình gọi là hậu vệ cái hàng ở giữa là mình gọi là tiếng Mỹ gọi là midfield tiếng Việt Nam tiếng tiếng Tây đó thì họ gọi là dummy Demi là ở giữa và cái hàng ở trên cùng đó là cái hàng gọi là tiền đạo tiền đạo tức là có người ở giữa là người trung phong rồi người bên à, cánh phải cánh trái cái hàng đờ mi đó cái hàng ở giữa đó thì việt nam mình nó có cái chữ rất rất hay cái thời việt nam cộng hòa anh nam có nhớ chữ đó là chữ gì không đó là cái rồi, tiếp này. ứng tiếp ứng đó cái chữ tiếp ứng nó rất là hay đó là khi mình tiếp ứng đó là cái hàng ở giữa là cái hàng mà nó vừa chạy lên để mà nó giúp tấn công mà nó vừa rút về để mà nó có thể mà phòng thủ cho nên cái chữ đó nó hay hơn là cái chữ sau này người ta cứ gọi là tiền vệ tiền vệ thôi nó lẫn lộn với cái hàng ở dưới là cái hàng hậu vệ và trong chơi đá banh đó, thì những người nào mà chơi đá ở cái hàng tiếp ứng đó là những cái cầu thủ nghĩa là có thể nói là thông minh nhất và là có cái thể lực giỏi nhất luôn tức là anh chạy gần như nên anh chạy bao dàn suốt sân hết anh là người nghĩa là nhìn anh nên mớm lên lúc nào anh cần là anh về vân vân thì ở bên croatia chỉ có một anh cầu thủ giỏi nhất là anh modric rồi là anh ở chơi hàng tiếp ứng nhưng mà Ăn. phía bên Croatia nó họ không có những cái tay sút bàn giỏi cái Croatia nó chỉ nổi tiếng một cái là trên lý thuyết là nó thua những đội khác nhưng mà họ lại cầm cự họ cầm cự ngay trong cái vòng mà năm 2018 bốn năm trước đó không ai nghĩ là đội này có thể vào trận chung kết anh đấu ngang ngửa trong vòng 90 phút rồi đấu thêm hai cái hiệp tiếp theo là 30 phút nữa cũng ngang ngang ngửa với nhau rồi đi vào cái phòng vòng mà gọi là đá phạt đền luân lưu đá penalty đó thì lúc đó là hên xui may rủi thì Croatia là đạt được cái đó cho nên Croatia vẫn đạt được từ năm 2016 chỉ như là vô trận chung kết là thua Pháp rồi nhưng mà những trận trước đó và năm nay cũng vậy đó năm 2020 Croatia cũng đạt được như vậy với cái 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 thành quả đẹp nhất là trong cái trận tứ kết đấu với lợi đội của Brazil tức là đội của Ba Tây. thì trong cái trận này chúng ta thấy rõ ràng là cái anh chàng Neymar của Ba Tây đó ở cái cái phút mà thứ 15 của cái hiệp phụ đó Uh, là coi như là anh ta lừa qua để mình ta đá vùng trái rất là đẹp ai cũng nghĩ là coi như là ba tây thắng rất là xứng đáng và có lẽ là họ chỉ cầm chân trong vòng 15 phút sau của cái hiệp phụ thứ nhì đó là họ sẽ tiến vào vòng uh, bán kết thôi nhưng mà không ngờ là chỉ vài phút sau đó Croatia san bằng uh, uh, tỷ số hai bên tiến vào vòng uh, gọi là đá phạt đền luân Lu và lần nữa Croatia cũng thành công cho nên người ta nói đến Croatia là một cái đội không bao giờ bị nao núng mới đó không có tài uh, uh, danh thủ nào nữa đi mà tiến vào cho nên người ta nghĩ rằng là Croatia có thể cầm cự ngang nữa với lại đội Á Canh đình nhưng mà không ngờ là trong cái trận đấu bán kết lần này đó thì ở mấy vài phút đầu tiên là Croatia đã phạm lỗi cho nên anh um, uh, Messi đó anh đã được cái uh, cú uh, uh, penalty đầu tiên làm uh, gây ra cái tỷ số là 1-0 cho nên nó làm cho cái hàng phòng thủ của uh, Croatia bị nao núng rồi liền trong vòng khoảng uh, 5 phút sau đó đó trong một cái pha mà giành banh cũng là bao nhiêu cái cầu thủ khác nghĩa là kèm anh Messi thì chúng ta biết rồi khi mà chúng ta có hai ba người kèm một danh thủ nào đó thì đương nhiên cái cái người đồng đội của anh ta đó sẽ có chống chân hơn và Messi đã mớm anh rất là khôn ngoan cho cái người đồng đội của mình là anh Alvarez và anh này suốt vô kết quả thứ hai nữa là như vậy đó là chưa gì là bên phía uh, Croatia đó họ bị thua 2-0 cho nên nó làm thay đổi cái thế trận lúc đó và cuối cùng nó Croatia không làm được trò chống gì hết và họ bị lãnh thua đến cái, cái kết quả là 3-0. Cái điều này nó cho thấy như thế nào rõ ràng là uh, uh, um, uh, Lionel Messi đó tuy là đã qua cái thời kỳ vàng son của mình vẫn là một cái danh thủ hàng đầu và vẫn có cái khả năng lôi cuốn phía đối phương phải đưa ra hai người hay ba người để kèm và do đó đó anh có cơ hội để mà anh mớm banh cho các đồng đội của anh có thể dễ làm bàn hơn cho nên chúng ta không có cần là cái người danh thủ đó phải làm bàn mà cái người đó mớm banh vẫn là thành công mặc dầu rằng là với cái chiến tích lần này đó thì anh Lionel Messi đó coi như là anh đã đá lọt vào goal nó tổng cộng là 11 lần trong các trận trận tài về World Cup về World Thế giới là coi như là đứng đầu trong những danh sách của bên ba lưới cân Đình và nếu như anh lọt được anh lọt được vào chung kết rồi nhưng mà nếu như anh thắng được cái trận chung kết trước đội tuyển Pháp đó thì có thể là Lionel Messi đó sẽ được tạo được một cái thành quả là khắc ghi trong cái tâm khảm của người dân tại uh, Á Cân Đình đó là một thần tượng như là Diego Maradona. Còn nếu như là anh ta không đạt được đó, thì người ta vẫn coi là Lionel Messi không có tài danh bằng Maradona mặc dù đây là một cái sự so sánh nó không có công bằng cho lắm à, tài nghệ thì có lẽ Lionel Messi hay hơn Diego Maradona nhưng mà nếu mình không có đem lại cho cái đội ban nhà mình cúp vô địch thế giới như là Maradona đã làm trong hai cái năm hay, 1978 1986 thì dưới con mắt của nhiều người đó điều đó vẫn chưa được coi là một cái 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 chiến thắng gọi là vẻ vang rồi uh, bây giờ đó thì uh, đến cái trận bán kết thứ nhì diễn ra vào ngày thứ tư vừa qua chúng ta biết rồi đội tuyển của pháp đó là đội đương kim vô địch còn đội tuyển của Morocco tức là nói theo tiếng Pháp là Maroc, tiếng Việt Nam mình cũng là Maroc. Nó là một cái tiểu quốc nhỏ, nó nằm ở Bắc Phi cùng với hai cái nước khác là Algeria hoặc là Algeria hoặc là Tunisia hoặc là Tunisia là ba cái nước Bắc Phi này trước đây là thuộc địa của Pháp. Nó được thả tự do vào cuối thập niên 50. Những cái nước này là những cái nước mà được người Pháp đó, mang cái văn hóa, mang cái thể thao đến để mà huấn luyện, cho nên được coi như là những nước đàn em. Tuy nhiên sau này thì những nước đàn em nó cũng vươn lên và cái bài học mà nước Pháp họ đã trả giá rất đắt là đúng 20 năm về trước, tức là năm 2020, 2000 hai, là lúc đó nó đội Pháp là đương kim vô địch năm 1998 bốn năm sau tiến vào vòng chung kết đấu ở vòng đầu mà bốn đội trong một cái cái bảng đó thì là trong bảng đó có cái nước Senegal cũng là một nước phi châu mà gọi là thuộc địa của Pháp thì ai ngờ cái người đàn em đó coi như học trò Senegal lại dạy cho đàn anh dạy cho người thầy của mình nước Pháp đó, là một bài học với cái kết quả là thắng 1 không và cái đội Senegal tiến sâu vào vòng trong, trong khi đó thì đội tuyển Pháp đó coi như là ê chề, nghĩa là xếp vali về nhà xong cái vòng đầu. Cho nên lần này đó thì người ta tin rằng là đội Pháp sẽ không có ý ý nữa. Và cho dù rằng là đội Maroc đó là trong cái trận đấu lần này đó đã chiến đấu rất hay ở trong những vòng trước khi mà lọt vào đến vòng bán kết chứ không có phải là hên xui mê dũi gì hết nhưng mà Pháp cũng thắng hay không rất là dễ dàng ờ, thứ nhất đó là um, cũng nhờ một cái danh thủ nổi tiếng của Pháp là anh Kylian Mbappe cái tay này năm nay mới 23 tuổi thôi là nổi tiếng 4 năm về trước là một thanh niên uh, uh, 19 tuổi đó có cái tài chạy banh rất là nhanh khi mà anh chạy bay nhanh như vậy đó là có những cái cú banh mớm từ đồng đội ở giữa đưa lên đó thì anh có thể vượt qua hàng uh, phòng thủ uh, và có thể dễ làm bàn cho nên map mcapp đó thì bao giờ cũng lôi kéo ba hai ba người của phe đối phương để mà mớm banh và trong một cái việc mà gọi là anh suốt như vậy đó thì banh tưng qua tưng lại đó thì một người đồng đội của anh là Theo Hernandez anh đá được vô cái quả ban uh, đầu tiên là lên là, là một không rồi trận đấu kéo dài sau đó đó có lúc thì một danh thủ khác của Pháp là anh uh, uh, Giroud anh này cũng đá một cú nghĩa là sấm sét luôn đáng lý ra một cú rất là tuyệt đẹp nhưng mà không may là nó lại trúng cái sàn ngang cho nên không làm được gì hết và đến lúc mà gần cuối của trận đấu là lúc ở phút mà, mà số 77 mươi thì uh, cũng một cái pha mớm banh như vậy đó thì nó nó bớm qua mớm lại đó thì là người ta đưa anh Kylian Mbappe đó đưa banh quang cho một cái anh uh, uh, cầu thủ mà dự bị muốn được đưa vào lúc đó đó Randan Mullen cái anh này không có nổi tiếng nhưng mà may mắn làm sao tại vì mớm banh sang mình mà tất cả những người kia người ta bu những tài danh anh đã suốt vô làm hay không cho nên cái kết quả đó không lấy gì làm ngạc nhiên và nó dẫn đến cái sự kiện đó là hai cái đội tài danh đội pháp và đội ác uh, à Canh đình tiến vào trận chung kết nếu như uh, cái kết quả mà thắng thua về bên nào đó chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ cái giới mà ái mộ của cả hai nước này cũng như là những người khác độc lập nó sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên sẽ không coi đó là một cái kết quả upset kết quả ngựa về ngược để mà có thể đau buồn vân vân và cả hai bên đều rất là xứng đáng nếu như um, như chúng tôi nói lúc đầu là nếu Á Canh Đình đoạt cúp vô địch thì đây là một phần thưởng rất là xứng đáng cho một cái danh thủ hàng đầu trên thế giới trong nghĩa là 15 năm qua đó có thể giả từ sân đấu với một cái chiếc cúp vô địch như vậy rất là xứng đáng. Còn nếu như đội Pháp mà giành lại được chiến thắng này thì đây cũng là một cái kết quả vẻ vang bởi vì cũng lâu lắm rồi mới có một cái đội tuyển coi như là đương kim vô địch bốn năm sau đó bảo vệ được cái ngôi vị của mình lần lần đầu tiên mà xảy ra cái chuyện này đó là lâu lắm từ lời năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn tức là đội tuyển của ý là cũng thắng kỳ đó và bốn năm sau năm một nghìn chín ba mươi tám cũng thắng rồi cái lần kế tiếp đó là năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn À, là đội tuyển của uh, 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 của Brazil Địa. tức là của Tây đó uh, của 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 An Lê xin lỗi thì họ cũng uh, không uh, cái, cái lần mà hai năm vô địch hai kỳ vô địch liền đó là uh, Brazil năm 1958 là với cái danh thủ lần đầu tiên xuất hiện là một thiếu niên mới có 17 tuổi tên là Pele là gây chấn động và 4 năm sau năm 1962 thì Pele cũng trở lại giúp cho Brazil đem lại cái cúp vinh quang cho mình. Còn những năm sau đó thì năm 1992 rồi đến năm 1990 năm 1994 chứ đến năm 1998 và năm 2002 thì đội tuyển Ba Tây đó được vào vòng uh, vào trận chung kết ba kỳ liên tiếp nhưng mà họ chỉ thắng năm 94 và 2002 thôi. Uh, xin trở lại với anh Nam ạ. À. Uh, như vậy cái trận chung kết này nếu anh có sự chọn lựa ở cái đội mà anh prefer hơn thì anh chọn lựa chắc là đội Pháp phải không? Dạ vâng, uh, chúng tôi là <laughs> được coi như là một thành dân của nước Pháp, <laughs> tức là chúng tôi từ nhỏ đến lớn đã học uh, chương trình Pháp rồi, ở ờ, từ hồi Việt Nam ấy, mình học uh, từ tiểu học uh, lớp ông dèm cho đến lớp uh, 12 là lớp uh, tạng minan thi đầu bắc uh, từ nhỏ đã đọc uh, và phải học uh, lịch sử nước Pháp tức là tổ tiên chúng tôi là người của loa rồi cho nên rồi sau đó đi du học uh, bên đại học bên Pháp rồi theo dõi các trận ban uh, từ cái thời mà danh thủ danh thủ Michel Platini là một thiếu niên uh, 17 tuổi có cái lối đá banh là cầu vòng đá phạt direct uh, rất đẹp giống như là Lionel Messi đó nhưng mà rất tiếc là anh chàng này lại không có đạt được cúp uh, vô địch thế giới uh, rồi từ đó chúng tôi quen thuộc rất nhiều những um, đội tuyển của pháp những người danh thủ của pháp uh, sau này qua bên Mỹ rồi đó thì biết bộ môn football thì không còn mê soccer nữa bởi vì thấy bộ môn football của Mỹ nó hay hơn nhiều. Nhưng mà ở những cái trận lớn 4 năm một lần cúp vô địch Âu châu, cúp vô địch thế giới thì chúng ta chúng tôi vẫn theo dõi, vẫn còn đấy. Còn riêng cái đội năm nay đó thì uh, uh, nó có bốn cái người uh, coi như tài danh trở lại của đội tuyển Pháp là thứ nhất như chúng tôi nói Kylian Mbappe, thứ hai là Olivier uh, Giroud cái anh thủ môn uh, Loris cũng quen thuộc và cái người thứ ba cái người tiếp ứng là Chris đó một cái người này chơi rất là miệt mài chúng ta thấy suốt ngày lúc nào anh ta cũng dính vào đến thì đó là dấu hiệu của những tay chơi mà gọi là cầu thủ rất là đáng trân trọng khi mình biết cái vai trò của họ còn Lionel Messi đó đối với đội tuyển đội tuyển Á đình thì chúng tôi coi như là ngã mũ nghĩa là 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 chào thua tức là thán phục bên này còn những người cầu thủ khác của đội tuyển của bên Á căn chúng tôi không có theo dõi thường xuyên cho nên không có dám làm bàn thêm không biết là anh Nam lựa chọn cái đội tuyển nào thưa với anh Nam ờ, trong băng phòng chúng tôi cũng có sự mà khó xử nhưng mà muốn có không khí muốn đá trong văn phòng coi cho nó sướng đó, thì chúng tôi chim hai phe cái yeah. hiện okay, hương Giang theo cái đội Arsenal. Yeah. Messi thì bây giờ còn phải còn lại tôi mới chọn tới tôi chọn thế đội đội độ Pháp. Và như vậy chứ ai thắng ai thua trong vòng có công bữa đã, đã đại nhau cho vui mà. Yeah, vâng. Thì như vậy có con bóng đá mới thú vị. Yeah, thú, vị đúng. thú vị. Nhưng mà lần này tôi không coi tại nhà. Tôi muốn cứ, mỗi năm như vậy một vài trận tôi mới ra quán cà phê coi. Dạ yeah, vâng. Chia qua quán cà phê coi nó sướng một cái anh biết không khí nó kinh hoàng lắm Nó no, no, vâng đúng rồi vâng là Tràn ngập lò hét đứng dậy vỗ tay vỗ chân cãi lộn chỉ mắt rất là trên trên khán đài sao á thì trong quán cà phê như vậy thôi trên yeah. khán đài thì trời gõ chống gõ chiên phải không gõ kèn gõ mỏ, tông trong quán cà phê ông đứng lên la hét rất buồn tư vị cho nên nếu không ra quán cà phê lần này thì không có dịp ra nữa cho nên phải chờ 4 năm sau cho chúng ta vẫn chọn ra quán cà phê để ngồi dù như sáng sớm dù trời rất lạnh mà mưa vì vẫn phải đi tại vì để cho có một không khí thực sự bóng đá phải ngồi quán cà phê cái điều đáng nói đó là cái trận chung kết uh, kỳ này đó, nó nó là diễn ra vào cái giờ nó hơi khắc nghiệt cho những người bên uh, California nó diễn ra vào 9 giờ sáng giờ miền đông rất là rất là lý tưởng những người ở giờ mình chung tức là Houston Texas là khoảng 8 giờ sáng cũng tương đối là cũng ok nhưng mà bên phía sang vùng California nó là 6 giờ sáng thành ra nó làm cho những người mà âm mộ bộ môn bóng tròn nó là phải chịu khó thức sáng anh Nam nói là là mình đi coi thể thao đó, ra quán cà phê là mình nói ở Việt Nam thôi còn ở bên Mỹ đó thì quán cà phê nó không có chiếu những cái màn hình lớn chỉ có quán cà phê Việt Nam quán cà phê đèn mờ vân <laughs> vân còn ở bên Mỹ đó là đi coi thể thao là phải qua ra quán gọi là số ba. bar tức là cái quán bar uống bánh bia rượu nước ngọt này kia và trên đó đó là nó có hàng chục cái tivi thật là lớn khắp mọi nơi hết và nó chiếu nhiều trận khác nhau lắm chứ không phải chỉ có một trận tại vì mỗi đêm đó là chúng ta coi những ai mà qua bên Mỹ đó là nó có thứ nhất là bộ môn football nó có bộ môn baseball nó có bộ môn bóng rổ bộ môn hockey nó tùy theo những người đó. cho nên dân mà mê thể thao đó là không thể thiếu không thể sợ xót được dĩ nhiên khi nào mà các đội ban nhà mà nó tiến vào cái trận chung kết hay là đấu mà gọi là lời vô địch uh, toàn quốc đó, thì là đa số các màn hình trong cái cái sport bar nó chiếu một trận đó thôi và kỳ này nó chương trình đó thì coi trong đó nó nó rất hào hứng hơn rất nhiều chúng là chúng ta thấy khán tiếng giả nhất là khán giả mà ái mộ phái nữ đó họ cũng hò hét vỗ tay cũng hai phai và họ cũng bình luận ra trò ra phép tức là họ rất là thuộc bài những cái pha mà sắp sửa mà đấu vô đó là họ cũng la hét rất là nhiều và nếu như là đá lọt lưới hay thấy lọt lưới hay làm được điểm đó, là mọi người nhảy lên vui mừng nghĩa là hai phai không cần biết người khác kia. Còn nếu ừ. mà chẳng may mà nó bị hút đó, thì là cái sự mà uh, ngỡ ngàng hay là tiếc nuối đó nó 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 vang lên trong khóc phòng rồi nếu mình chẳng nghi mà nó có những cái gọi là bất ngờ đó tức là bất ngờ mà thua chẳng may mà đang bị đá lọt lưới là một bên bộ môn đá banh hoặc là bên football đó là nếu mình khi gì đáng lý ra đó là mình ném vô banh rồi mà mình bị intercept hoặc là mình bị ngược chạy được ra đó là nó nó có một cái cảm giác như là rụng rời tê tái là cả cái cầu trường im lặng thì ngay trong cái quán bar đó cả người đó lúc mà ngơ, nghĩa là rụng rời không biết nói gì hơn thì tất cả những cái cảm giác đó đó, nếu mình không có tiền đi vô sân vận động đó, thì đi vô sport bar nó nó lý thú hơn nhiều, cơ, cơ, còn cơ, nếu cơ, nó phê hơn nhiều. Dạ. Nhưng mà trong quán cà phê Việt Nam á là nó cũng cái tivi cũng tràn ngập trong ngoài. Dạ vâng. Ngoài khi vô tới Bạch Kinh nó ra có luôn rồi mấy ông. Chẳng phải không? và nó, nó giống như cái hội chợ nó đông kiến người ra hét um sùm vui lắm. Anh. Dạ vâng, đúng rồi. Cà phê California tưng bừng lắm. Tôi <laughs> bây giờ chúc quý vị hưởng một cái trận chung kết giữa Pháp và Argentina vào ngày thứ nhật và trước đó một ngày ta coi trận trận hàng 3 của đội bóng cầu châu Phi và đội bóng Croatia thì cũng rất là thú vị. Thì chúc quý vị trong cuối tuần rất là thú vị trên thứ bảy của chủ nhật và hai trận cầu vô địch thế giới và hạng ba thế giới và bây giờ chúng ta trở về một đề tài cuối cùng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay là cái chuyện không biết là cái tình hình mà trên thế giới như thế nào nhưng cái chuyện này tại nước Mỹ gây chú ý rất nhiều là bảo ông Biden vừa ký cái luật để bảo vệ hôn nhân đồng tính thì cái chuyện mà cái chuyện này không biết các cụ lớn có nghe có có ngạc nhiên không? là bây giờ hôn nhân đồng tính là một hiện tượng mà nó càng ngày thành thành được luật hóa thì về vấn đề này chúng tôi muốn mời nên... mai long tuấn thưa chuyện của quý vị mời anh dạ vâng à, trước khi mà mình đi sâu vô cái chi tiết của cái đề tài này đó cho phép chúng tôi giới thiệu quý vị một cái từ ngữ mà nó rất là tích hợp khi mình phân tích về cái tình hình chính chính trường tại Hoa Kỳ đó tiếng Mỹ nó gọi là evolve tức là mình nếu mình tạm dịch đó nó là một cái sự biến chuyển mà nó đi theo cái gọi là cái dòng tiến hóa của nhân loại tức là những cái nhận định của mình ngày hôm nay đó ngày mai ngày mốt năm năm sau mười năm sau nó không có còn là như vậy nữa nó thay đổi nó thay đổi mà chính mình mình cũng không có ngờ là như vậy nữa cho nên các chính khách uh, họ cũng tự thú nhận mình cái chuyện này nó gọi là evolve. Uh, chúng ta nhớ đó là cách đây khoảng 26 năm vào năm 1996 là cái thượng viện Hoa Kỳ đó họ bỏ phiếu cho một cái đa số rất là áp đảo để ủng hộ cho một cái đạo luật nó tên là Dogma Defense of Marriage, Act, tức là sao? bảo vệ cái đạo luật bảo vệ hôn nhân thì cái đạo luật này đó nó phản ảnh cái quan niệm của người dân đa số người dân hoa kỳ đó nói rằng là hôn nhân là được định nghĩa là cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ mà thôi cho nên chúng ta phải ra một cái luật nó bảo vệ như vậy. Lý do tại sao có tinh thần đó là tại vì lúc đó nó có cái phong trào uh, tranh đấu đòi uh, quyền cho uh, những người đồng tính muốn được kết hôn vân vân. Nó một vài cái 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 nhóm nào nó mới nổi lên thôi. Cái số người ủng hộ nó rất ít nhưng mà người ta tranh đấu rồi trước cái áp lực như vậy, cho nên ngay cả cái chính khách của đảng Dân Chủ ngay cả trường hợp của ông Tổng thống Bill Clinton lúc bấy giờ đó họ cũng phải tôn trọng cái nguyện của người dân cho nên họ thông qua cái đạo luật nó gọi là uh, Defense of Marriage Act và trong số những cái người mà ủng hộ cho cái đạo luật này lúc đó là ông uh, Chuck Schumer uh, nếu chúng tôi nhớ không lầm lúc đó ông chỉ là một vị dân biểu liên bang thôi chứ chưa phải là nghị sĩ ông cũng là người ủng hộ cho cái đạo luật đó nhưng mà không ai ngờ là 26 năm sau là năm 2022. Thì cái đạo luật gần như là ngược lại nó tên là Respect for Marriage. Tức là mình dịch đó là tôn trọng hôn nhân. Nó được Tổng thống Joe Biden ký sau khi nó được thông qua bởi Thượng viện và Hạ viện. Với cái đa số rất lớn ở Thượng viện nó là có 11 hay 12 nghị sĩ phe Cộng hòa cũng cùng ủng hộ. Ở Hạ Viện nó có khoảng 47 dân biểu phe Cộng Hòa cũng cùng ủng hộ với lại toàn thể các, các vị dân cử phe uh, Dân Chủ. Chúng ta biết rằng là trong cái bối cảnh mà phân hóa sâu đậm uh, hiện nay trên chính trường đó, khi mà tất cả các dân biểu nghị sĩ phe Cộng Hòa họ sẵn sàng đoàn kết với nhau để không có ủng hộ bất cứ cái dự luật nào do phe Dân Chủ đưa ra để mà họ không muốn cho chính quyền của ông Joe Biden đạt được một cái thắng lợi nào đó. Cái việc mà có một cái số lượng lớn các vị nghị sĩ và dân biểu phe Cộng Hòa họ đồng bỏ phiếu như vậy đó, nó cho thấy rằng là cái đạo luật mới, nó bảo vệ cái quyền hôn nhân, không phải là bảo vệ hôn nhân không, mà mình phải hiểu rằng bảo vệ hôn nhân đồng tính đó, nó được đa số người dân, uh, nó ủng hộ. Cho nên đa số các bị dân cử đó họ cũng cùng ủng hộ. Bây giờ quay ngược lại dòng thời gian đó, năm 1996, tại sao cái đạo luật mà đô ma, tức là coi như là hôn nhân là giữa người nam và người nữ được ủng hộ thôi, là tại vì lúc đó nó có một số những người mà tranh đấu cho cái quyền của giới đồng tính đó, nhưng mà nó là thiểu số, đa số người ta không ủng hộ. Và vào lúc đó đó cái giới bảo thủ đó họ dựa trên cái điều này để họ lấy phiếu. Ông uh, tổng thống George W Bush tức là ông Bush con trong cái kỳ bầu cử năm 2004 một cái cuộc bầu cử hết sức là ngang ngửa chúng ta nhớ năm 2000 năm 2000 ông ra ứng cử với là ông Al Gore rất là ngang ngửa ông ta thua phiếu của phổ thông nhưng mà ông ta lại thắng phiếu cử tri đoàn khít khao ở tiểu bang Florida năm 2004 nó cũng là khít khao luôn nhưng mà ông thắng tại tiểu bang Ohio và trong cái kỳ bầu cử này thì ông George W Bush và phe cộng hòa đó họ dựa trên cái vấn đề là chúng ta phải bảo vệ cái giá trị truyền thống gia đình, chúng ta phải bảo vệ uh, hôn nhân là giữa người nam và người nữ thôi. Cho nên ông uh, George W Bush ông nói rằng là chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Đó tiếng nói của người dân tức là người dân người ta không có muốn cái chuyện mà gọi là À, đi ngược lại trào lưu tức là hôn nhân giữa những người nam với nam nữ nữ là cái chuyện dị hợm không ai hết nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng là cái tiếng nói của người dân đó nó không phải là lúc nào nó cũng chết như vậy nó thay đổi nó thay đổi theo 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 thời gian và do đó nó mới dẫn đến cái sự kiện của của ngày hôm nay và nó dẫn đến cái sự kiện là làm sao ở tại thành phố San Francisco ông Uh, thị trưởng lúc đó là ông Gavin Newsom Bây giờ ông là thống đốc đó Ông là người đầu tiên ký <laughs> Cái việc mà uh, Giấy kết hôn cho hai người đồng tính Rồi sau đó bị thưa kiện Ra tòa Rồi bị um, uh, tiểu bang um, California đó Cái giới bảo thủ họ đưa ra Một cái đề luật để coi ủng hộ chuyện này hay không Thì đa số người dân Bên California 52% Họ chống cái việc hôn nhân đồng tính Quý vị nhớ nha 52% người dân tại tiểu bang California, tiểu bang cấp tiến đều chống, tức là cho thấy rằng là thời vào thời điểm đó đó, đa số người dân tại California không phải là cấp tiến cả, cởi mở như bây giờ đâu. <laughs> Nhưng mà cái đạo luật đó, cái đề luật đó nó khi nó, nó được chống án lên và nó không có được thi hành, để rồi dần dần đó, sau đó thì cái đạo luật đó được coi như là vi hiến và cái quan điểm của người dân nó thay đổi luôn, nó dẫn đến một cái sự thay đổi lớn đó là vào năm 2015 tối cao pháp viện Hoa Kỳ năm vị thẩm phán theo phe bảo thủ đó họ cũng đồng thanh đi đến cái kết luận trong một cái vụ án án lệ nổi tiếng là Obergefell thì, thì nó đi đến cái việc cái việc mà những người đồng tính kết hôn với nhau đó là một cái quyền tự do và hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ cái quyền tự do này bởi vì họ có cái quyền bình đẳng như những người khác chúng ta không thể là kỳ thị nói rằng là người Nam không được lấy người Nam chỉ lấy người nữ đó là một cái sự uh, kỳ thị như vậy và giờ đây đó thì ngay cả trong Đảng Cộng hòa mỗi năm đó họ cũng làm một cái coi như là ăn mừng cái tháng Pride Month tức là cái tháng mà kỷ niệm mà vinh danh những người đồng tính luyến ái và họ cũng lấy cái phiếu cử tri của cái khối gọi là LGBT đồng tính nam đồng tính nữ chuyển giới vân vân và người ta mới thấy rằng là cái 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 điều này đó nó 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 thay đổi rất là là quan trọng mà nó nó là một cái chuyện mà uh, diễn tiến từ từ thôi <laughs> và chúng tôi nhớ lại đó là uh, như chúng tôi nói hồi nãy đó là ông uh, Chuck Schumer năm uh, 1996 ông là một người dân biểu tiểu bang dân biểu liên bang xin lỗi ông ủng hộ cho cái đạo luật này và cái đạo luật đó thì nó ngăn cấm không cho những người đồng tính được uh, kết hôn nhưng mà kỳ này đó thì ông uh, Chuck Schumer ông là trưởng khối uh, đa số tại thượng viện tức là tương đương như là chủ tịch thượng viện đó, thì sau khi mà ký kết ông tổng thống Joe Biden ký cái đạo luật mới chấp nhận hôn nhân đồng tính đúng là là bảo vệ cái quyền hôn nhân đồng tính đó thì quý vị biết ông Schumer ông nói như thế nào không tôi cái cú gọi điện thoại đầu tiên để chúc mừng đó là tôi gọi cho con gái của tôi tại vì con gái của tôi đó nó kết hôn với một người bạn của nó như là hai vợ chồng và chúng đang có chờ đợi một cái đứa con đầu tiên tức là mình không biết là cô nào là cái cô mang bầu hay sao mình không biết được nhưng mà hai cái người này là hai cái người đồng tính nữ họ kết hôn với nhau và cái ông bố ông chất Schumer đó là cái người hoan hỷ chúc mừng cái này chia sẻ cái niềm vui của con mặc dù là 26 năm trước đây đó ông là người cực lực chống đối cái chuyện này Thành ra cái sự mà gọi là thay đổi trong cái tư duy như vậy nó, nó đi từ cái cực điểm này sang một cái gần như cực điểm khác đó. Nó không phải nó xảy ra trong riêng gia đình của ông Chuck Schumer mà nó xảy ra trong gần như là rất nhiều trong cái, cái gia đình ở bên uh, nước Mỹ. Rồi chúng ta nhớ đó là khi mà ra ứng cử lần đầu năm 2008 cho chức vụ tổng thống một cái chính khách trẻ lúc đang lên bây giờ là ông Barack Obama. Ông cũng nói rằng tôi chống cái việc mà hôn nhân đồng tính. 2008 nó còn quá sớm đi. Chúng ta phải nhớ là 2005 được. Thì cái điều này nó cũng dễ thôi. Cái điều đó nó phản ảnh cái tư duy của lúc đó. Nhưng mà rồi từ năm 2008 cho đến năm đến năm sau đó nó thay đổi rất nhiều. Cho nên đến năm 2011 đó tự dưng ông Joe Biden lúc đó ông là phó tổng thống, ông nói rằng là tôi ủng hộ cái việc hôn nhân đồng tính và tôi nghĩ rằng hôn nhân đồng tính trong tương lai nó được sẽ được chấp nhận. Cho nên người ta mới đặt ra câu hỏi, người ta hỏi là ông Barack Obama ông nghĩ làm sao khi cái người phó của ông nói như vậy thì dĩ nhiên ông Barack Obama ông không có thể nào mà ông phủ nhận cái lời của ông phó, ông trần Trượng suy nghĩ và rồi ông cũng phải chấp nhận thôi và ông nói rằng là cái nhìn của tôi đó nó evolve nó cũng thay đổi theo cái dòng tiến hóa mà muốn thấy cái dòng tiến hóa nó thay đổi như thế nào thì chúng ta biết đó vào năm 1996 cái cuộc thăm viện thăm dò Gallup nó cho thấy là cái việc mà cái số người Mỹ mà ủng hộ cho hôn nhân đồng tính đó, lúc đó nó là một cái đại thiểu số 27% ủng hộ thôi nhưng mà đến năm nay, năm 2022, cái số người Mỹ ủng hộ cho hôn nhân đồng tính nó tăng lên đến 71%. Cho nên đó là một cái sự dòng thay đổi tiến hóa của nhân loại. Rồi bây giờ, uh, trước khi mà nói đến này thì người ta không khỏi nói đến cái việc mà hôn nhân giữa những người dị chúng, tức là hôn nhân giữa người da trắng và người da đen. Hiện nay đó, thì nếu mà cuộc thăm dò của Gallup nó cho thấy là có 94% người dân Mỹ ủng hộ chuyện này nó không gọi là big deal nữa người Mỹ lấy người trắng người da vàng lấy người da trắng người da vàng lấy da đen hay ngược lại bên cái chuyện đó nó cũng không phải là big deal có vài nhiều vài người còn khó chịu vân vân nhưng mà đa số người Mỹ không có thấy khó chịu nhưng mà quý vị có nhớ có, có biết không vào năm 1958 cách đây không lâu tức là khoảng độ bao nhiêu 60 năm thôi chỉ có 4% người dân Mỹ ủng hộ cái chuyện mà những người hôn nhân dục uh, dị chúng. Và tại cái tiểu bang uh, West Virginia hay là Virginia đó, vào lúc đó, đó là vẫn còn ngăn cấm chuyện này. Và có một cái cặp vợ chồng người trắng và người uh, Mỹ trắng và người Mỹ đen kết hôn với nhau. Thì qua ngày hôm sau, cảnh sát đến gõ cửa để nói rằng là bây giờ anh có hai cái lựa chọn. Một là anh đi vào nhà tù hai là anh đi rời khỏi cái tiểu bang này và cái cặp đó tên là Loving cái 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 last name họ Loving tức là tình yêu đó thì không ai ngờ rằng vào cái thời điểm đó nó còn có chuyện ngăn cấm và khi mà cái vụ này đưa kiện cáo ra thì nó dẫn lên đến tối cao pháp viện và tối cao pháp viện mới đi đến cái phán quyết rằng là cái việc cấm những người mà khác màu da kết hôn nó là một điều vi phạm hiến pháp và cái điều này nó mới dẫn đến cái sự kiện là có một thanh niên da đen tên là Clarence Thomas kết hôn với một người phụ nữ da trắng là bà Ginny sau này trở thành là bà Ginny Thomas sau này cái anh chàng Clarence Thomas đó thăng quan tiến chức trên cái đường hoạn lộ trong cái ngành tư pháp được bổ nhiệm làm thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ nhưng mà lại đi theo một cái con đường bảo thủ cực hữu rất là đáng chê trách. Cho nên trong cái tháng 6 vừa qua đó, khi mà tối cao pháp viện với 6 vị thẩm phán bảo thủ đi đến cái phán quyết đảo ngược cái án lệ Roe vs Wade, tức là nó đã thành một cái tiền lệ từ, nghĩa là 49 năm qua bảo vệ cái quyền tự do của người phụ nữ lựa chọn trong vấn đề phá thai thì những cái tay thẩm phán mà bảo thủ cực thủ đáng lên án như là Samuel Elito, như là Clarence Thomas, như là uh, 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 Kavanaugh, như là Neil Gorsuch, như là bà Amy là họ áp đặt cái nhìn bảo thủ của mình lên trên đa số người dân Hoa Kỳ đó, họ ủng hộ cái quyền tự do này. Cái đa số ít nhất là 2 phần 3, phần trăm Nhưng mà có cái tay tên là Clarence Thomas nó còn đi bảo hơn nó nói rằng là bây giờ mình đã đảo ngược cái tiền lệ này thì trong vài ngày sắp tới vài tuần sắp tới vài tháng sắp tới chúng ta hãy xem xét chúng ta có thể đảo ngược lại những cái án lệ trước đây chẳng hạn như án lệ nó cho phép mà người dân được quyền mua thuốc ngừa thai mấy cái tay bảo thủ nó muốn ngăn cấm luôn rồi cái án lệ Obergefell tức là công nhận cái quyền kết hôn của người đồng tính đó bây giờ sẵn đây đó mình đảo ngược luôn thì người ta mới nói rằng là tại sao nếu mà đảo ngược như vậy mình không đảo ngược luôn cái đạo luật mà nó cho phép những người dị chủng mà kết hôn đi thì như vậy đó là cái ông Plan Thomas ông có còn được lấy cái bà Ginny hay không mình có thấy cái sự mâu thuẫn đáng chê trách hay không đó là một cái cái, cái sự kiện mà rất là, là, là đáng nói trong cái điều này và cái uh, và chính vì cái lời nói của anh chàng clarence thomas đó, nó khiến cho nhiều người người ta mới nói rằng ồ như vậy thì mình phải làm cái điều gì đi chứ tại vì nay mai nếu mình không làm cái gì đó thì sáu cái ông bà mà uh, thẩm phán mà cực kỳ bảo thủ này họ áp đặt ra họ nói rằng họ sẽ thay đổi cái đạo luật đó coi như là đảo ngược lại cái án lệ đã có từ năm 2015 công nhận là cái quyền uh, của người uh, đồng tính đó, được quyền kết hôn với nhau bây giờ họ ngăn cấm như vậy thì có thể là nó sẽ gây ra khó khăn những người mà người ta đã kết hôn như vậy bây giờ đảo ngược như là mình không có công nhận người ta là vợ chồng tức là không có được quyền có những cái quyền lợi uh, với nhau tức là quyền lợi như sao tức là chồng với vợ đó ở chung với nhau là gia tài đó là coi như người này mất tự động chia cho người kia vân bây giờ nếu mà hai cái người đó người nam với người nam đã kết hôn với nhau đã sống đời với nhau, người nữ với nữ kết đôi bây giờ mình lại không công nhận đó, thì là nó gây ra nhiều cái rất cái chuyện là khó khăn như vậy. Cho nên uh, cái nỗ lực của uh, các vị dân biểu và nghị sĩ đó họ muốn tìm cách họ thông qua cái một cái đạo luật nào để bảo vệ. thì mấy tháng trước đây đó thì là uh, ở dưới phe ở dưới hạ viện đó thì là họ đã thông qua được một cái dự luật bảo vệ như vậy rồi. khi mà đưa lên trên thượng viện đó thì là có khoảng độ chừng 5 vị nghị sĩ trong đó có hai bà nghị sĩ thuộc cái loại mà cấp tiến là bà Tammy Baldwin ở Wisconsin là một người đồng tính nữ và người thứ hai là bà Kirsten Cinema ở Arizona cũng là một loại đồng tính luôn thì hai cái người này họp với nhau kêu gọi những vị nghị sĩ khác cùng ủng hộ để mà mình có thể đạt được cái số 60 nghị sĩ thì họ đồng ý rồi nhưng mà họ còn nói rằng là ồ Bây giờ đó họ cũng không có muốn đưa ra lúc này vì họ sợ bị chỉ trích là sắp sửa có cái mùa bầu cử rồi. Ờ, họ nói rằng là bây giờ quý vị mới cấp tiến quá quý vị sẽ là mất phiếu của cử tri bảo thủ vân vân Họ nói rằng là sau cái kỳ bầu cử đó thì họ sẽ uh, bỏ phiếu thông qua. Và quá tình là sau cái kỳ bầu cử đó họ bỏ phiếu thông qua với cái sự ủng hộ của 12 nghị sĩ phe uh, Cộng hòa rồi bây giờ cái đạo luật nó đưa xuống dưới phe uh, hạ viện để biểu quyết lần nữa thì cuối cùng đó là hạ viện nó họ cũng thông qua sau khi mà những người mà viết ra cái đạo luật này họ có thông thêm những cái đoạn để nói rằng là chúng tôi bảo vệ cái quyền tự do kết hôn của người đồng tính nhưng mà chúng tôi không có áp đặt cái điều này tức là đối với những cái người nào mà có cái niềm tin của họ ở những cái tiểu bang nào mà không có chấp nhận cái điều này chúng tôi không có bắt buộc quý vị phải làm như vậy chúng tôi chỉ chỉ muốn là chính quyền ở những cái tiểu bang mà nó có cái luật trước đây ngăn cấm hôn nhân đồng tính đó quý vị không có bắt buộc phải làm cái lễ kết hôn cho hai cái người đồng tính tại biển ngược nhưng mà nếu như đó là những người mà người ta đã kết hôn ở những cái tiểu bang khác khi mà người ta dời đến đây đó thì quý vị phải công nhận cái đó chứ không có được quyền ngăn cấm người ta hay là tước bỏ đi cái, cái 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 quyền đó đó là một cái điều rất là quan trọng nó bảo vệ cái quyền của những người mà có cái niềm tin như vậy và thứ hai cái đạo luật này đó nó cũng không có đòi hỏi luôn nó nó nói rằng là những người nào trong những cái nhà thờ trong những cái cơ quan tôn giáo nào đó mà nó có cái niềm tin đi không có ủng hộ cho cái việc này quý vị cứ giữ cái niềm tin như vậy đi không ai bắt quý vị hết. Chỉ có những cái người mà tư nhân hay là những người riêng rẽ này nọ kia đó thì quý vị không có được quyền mà gọi là ngăn cấm như vậy. Thì như vậy nó nó nên như vậy cái đạo luật mới này nó nó gọi là tôn trọng cái quyền tự do đồng tính đó, nó không có áp đặt không áp đặt cái niềm tin mình đối với những người khác, nó chỉ nói rằng là nó bảo vệ cho họ là sau này cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, rồi sau này khi mà họ đi đến những cái tiểu bang nào đi chăng nữa đó thì cái quyền của họ nó nó vẫn được tôn trọng mà thôi. Thì cho thấy nó nó là một cái điều rất hay. Và cũng nói thêm luôn một cái sự kiện đó là um, cái thống kê nó cho thấy đó là như vậy uh, trước khi chúng tôi nói thì chúng tôi nói nhiều người đó sẽ lên tiếng nói rằng đứng về mặt đạo lý đó chúng ta không thể nào mà ủng hộ cho cái việc này tại vì nếu mà mình để cho người nam kết hôn với người nam, người nữ kết hôn với người nữ thì thế giới này sẽ đi vào cái con đường uh, gọi là diệt chủng tại vì lấy đâu ra để mà sinh con đẻ cái nữa. Nhưng mà quý vị nên nhớ là đó là một cái sự mà suy đoán quá quá mức thôi theo cái trí tưởng phong phú tại vì cái sự cái sự kiện mà giữa những người đồng tính kết hôn nó vẫn là một cái thiểu số rất nhỏ đa số mọi người ở đây đó vẫn theo cái xu hướng chung là kết hôn giữa người nam với người nữ còn cái chuyện kia rất là nhỏ cho nên không hề có cái hiểm họa như vậy cái người nam kết hôn với người nam đó làm sao sinh con được nhưng mà họ có sinh con nuôi giống cái gì hết đó và thế giới này vẫn xảy ra tại đa số những cặp vẫn là kết hôn người nam với người nữ và cái thống kê nó cho thấy cái cuộc thống kê dựa theo cái cơ quan nó gọi là Equality California đó Thống kê của dân số nó cho thấy năm 2020 thì uh, họ lấy cái con số tại một cái tỉnh hạt ở bên California là Fresno County đi. Cứ trong một ngàn cái gia đình đó thì nó chỉ có khoảng là năm cái gia đình là cái kết hôn đồng tính mà thôi. Ở một cái county khác Tulare đó cái con số nó cũng vậy nó trong một ngàn gia đình nó có khoảng là 4.61 mà thôi. Ở Colt um, County nó cũng chỉ như vậy Tức là nó con số rất nhỏ Nó không có cái gì gọi là hết Và nhiều người sẽ nhân danh Nói rằng tôi nhân danh tôn giáo Tôi không thể nào chấp nhận cái điều này Thì mới đây một cái bản tin uh, Cho biết rằng là, là Cái giáo hội những người tin lành Later day Tức là những người uh, Các thánh uh, tín hữu về sau đó Theo Đại Môn Môn Họ nói rằng là họ chấp nhận cái điều này và họ chấp nhận rằng mặc dù là họ vẫn chủ trương là cái việc mà kết hôn là giữa người nam với người nữ nhưng mà họ tôn trọng những người gọi là anh chị em của họ mà có cái quan niệm nó tương đối nó khác về cái mặt tình dục cho nên họ vẫn tôn trọng những người đó dĩ nhiên cái thành phần mà chống đối đó nó vẫn có và người ta nói cái phần chống đối mà mạnh nhất tại Hoa Kỳ là ai là những người bên cái giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã tức là bên giáo hội uh, Công giáo uh, người ta lấy cái lời của uh, Đức Tổng Giám mục uh, Sanbatori Cordioli ở San Francisco uh, đó là người cũng lên án cái 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 việc mà gọi là kết hôn uh, giữa những người đồng tính uh, nó áp đặt lên một cái sự mà gọi là không tốt trong xã hội vân vân uh, rồi uh, nhiều người cũng uh, Uh, đưa ra những cái nhận định Của một vài vị uh, uh, Lãnh tụ uh, tôn giáo Một vài Hồng Y Một vài tổng giám mục khác Cũng lên tiếng chống đối với này Nhưng người ta cố tình quên Cái người mà gọi là Chủ tranh của giáo hội công giáo Hiện nay là ai Là Đức Thánh Cha Francis Đức Thánh Cha Francis lại là Người không có lên án Những người đồng tính Ngài nói một cái câu như thế này nè những người đồng tính đó họ cũng có cái quyền có mặt ở trong một cái gia đình họ là những người con cái của Chúa và họ cũng có quyền được sống ở trong gia đình không có một người nào đó nghĩa là đáng bị đẩy đi ra ngoài xã hội hoặc là đẩy vô trong một cái cuộc sống khổ sở vì cái chuyện này hết cái mà chúng ta tạo ra đó là chúng ta tạo ra một cái gọi là civil union một cái sự kết hợp dân sự chúng ta đã cần tạo ra một cái đạo luật là như vậy và với cái việc này đó thì họ có thể coi như được sống một cách uh, hợp pháp rồi bây giờ nếu mà chúng ta rời khỏi nước Mỹ chúng đi sang bên Âu Châu bên nước Đức đó cũng là một nước uh, theo Âu Châu mà có cái truyền thống đa số người dân theo Thiên Chúa giáo vậy thì ở bên đó đó thì rất nhiều các vị linh mục đó, họ vẫn thường xuyên làm cái lễ hôn phối cho những người đồng tính và tại đây có hồng y người đức là Reinhold Marx á, ngài cũng là người lên tiếng kêu gọi giáo hội thiên chúa giáo la mã nó cần phải có một cái thay đổi trong cái giáo điều liên quan đến vấn đề gọi là đồng tính và ngài nói rằng là khi mà ngài trả lời cho một cái uh, tờ uh, tuần sang uh, nổi tiếng bên đức là tờ Stones vào tháng 3 vừa qua đó ngài nói rằng là đồng tính homosexuality đó nó không phải là một cái tội. Bởi vì nó cũng giống như là cái thái độ của người theo Kitô hữu đó. Đồng tính là sao là hai cái người mà nam người nam kết hợp với nhau hay hai người nữ kết hợp với nhau đó nó là hai cái con người không cần biết là cái 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 sắc cái cái, cái 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 giới tính của họ như thế nào, họ đứng cùng với nhau để họ cùng bảo vệ với nhau người này với người kia và họ cùng đoàn kết với nhau để mà được hưởng cái vui hay là trong cái buồn cho nên không có cái gì mình không thể coi cái đó là cái tội. Cho nên đó là những điều nó tương đối, nó có thể nó gây khó chịu cho nhiều người có một cái nhận định nó đã ăn sâu vào đầu óc của mình bao nhiêu năm rồi, có thể gột rửa lại nhưng mà nếu mình bình tâm lắng động mà nhìn chung quanh mình sẽ thấy là nhiều người có một cái nhìn nó thay đổi theo thời gian và chúng tôi trở lại cái từ ngữ gọi là evolve tức là cái nhìn chúng tôi ngày hôm nay nó, nó khác xưa của 10 năm, 20 năm 30 năm hay là 40 50 năm về trước. Xin trở lại với lại anh Nam ạ. À. À, cảm ơn anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn trong một chương trình tin tức đặc sắc rất là thú vị từ vấn đề mà chuyện thời sự của cộng đồng của chúng ta thì Nam của Phố Nha, tới vấn đề quan tâm của thế giới mình vấn đá kể cả quan tâm của rất nhiều người Việt mà cuối cùng một đề tài rất là thời sự là liên quan hôn nhân bằng tính của quý vị chúng ta xin tạm chia đây nơi đây hẹn gặp lại quý vị trong thời gian tới nhân dịp này quý Nam cảm ơn quý vị trong hai ngày hôm nay cái số lượng quý vị subscribe vào trong truyền hình Việt Nam lên con số Đột biến <laughs> Có thể nói số coi xem cấp 3 lần Và số ghi danh tăng cấp 2 lần Điều đó là quý vị đã cho anh em chúng tôi Mai Loan Nguyễn Tuấn và Nguyễn Xuân Nam Cùng những anh em khác một sự khích lệ Để tiếp tục phục vụ tốt cho quý vị Thì thay mặt anh em trong toàn nhóm Cho phép Nguyễn Xuân Nam, Mai Loan Nguyễn Tuấn gửi lời tri ân Tất cả quý vị Và nếu quý vị chưa có register, chưa subscribe, chưa ghi danh, chưa đăng ký thì hãy giúp chúng tôi một cái ghi danh. Và nếu vị giới thiệu được cho nhiều người khác cùng vào hệ thống này thì chúng tôi cảm ơn quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Cảm ơn Mai Long Nguyễn Tuấn.